Các con đang làm cái gì vậy? Lâu quá nên tụi con ngồi quạt cho mát đó. Sao các con không dùng cái quạt điện? Dì Phích Cắm bị rơi ra ngoài rồi. Để bố gắn lại cho. Quạt chạy rồi, quạt hô. Công cụ sạc pin bật. Hút nguồn điện từ pin của robot. Đang hút nguồn điện từ pin của robot. Pin đã đầy.